săn tiền thưởng hủy diệt đối thủ bằng cú đấm cực mạnh. Võ sĩ hạng nặng Michael Hunter vừa tạo ra cho mình một cú knockout để đời trong cuộc chạm trán với đối thủ Mike Wilson. Thợ săn tiền thưởng đã có một trận đầu đáng nhớ trong màn tranh tài kết thúc cách đây chưa lâu. Tay đấm 33 tuổi chỉ cần 4 hiệp để hạ gục người bên kia góc đài, qua đó lập nên thành tích 20 chiến thắng trong 22 lần thượng đài, 14 lần knockout đối thủ, 1 lần hòa và 1 lần thua. Với cú đấm tay phải cực mạnh khiến Wilson ngã xuống sàn đấu ở hiệp đầu thứ tư, Hunter đã thu hút được không ít sự chú ý của những đối thủ theo dõi màn trình diễn này. Độ chính xác trong những đòn tay phải của võ sĩ người Mỹ được thể hiện ngay từ hiệp đầu tiên, sau những cú đấm đầy uy lực. Dù chưa bao giờ bị hạ gục giữa trận, nhưng Wilson cũng không thể cầm cự quá lâu. Hunter tiếp tục chứng tỏ ưu thế của mình trong hiệp 3 cùng hiệp 4, và với một cú ra đòn đầy đủ sự chuẩn xác cùng sức mạnh, anh đã nhanh chóng kết liễu đối thủ đồng hương. Bảng thành tích của Hunter ở giải đấu chuyên nghiệp là tương đối ấn tượng. Anh chỉ mới thất bại một lần duy nhất trước Oleksandr Usyk bằng tính điểm, trận đấu diễn ra ở hạng bán nặng. Thợ săn tiền thưởng từng bất phân thắng bại với Alexander Povetkin trong cuộc so tài vào năm 2019. Hiện tại, Hunter đã được các nhà tổ chức WBA, WBC và WBO xếp thứ 6 ở bảng xếp hạng thế giới. Võ sĩ sinh ra tại California nói với Dylan White đầu tuần này: "Anh ta là một trong những người tuyên bố Michael Hunter là ai. Họ đồng kịch giống như chẳng biết tôi là ai. Tôi đã thi đấu trước cả lúc họ tiếp xúc với đôi găng. Tôi đang làm rõ tên tuổi của mình. Nó đã bị những tay đấm khác soi mói. Tôi sẽ nhớ điều đó. Boxing hạng nặng là một bức tranh đang chuyển động. Không biết khi nào các trận đấu sẽ diễn ra. Chúng ta chỉ có thể đoán trước. Hy vọng rằng những gã đó sẽ gặp tôi trên võ đài." Hunter chia sẻ với Sky Sports. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Top quái vật mạnh nhất của quyền Anh: Tyson Fury, Anthony Joshua, Usyk chưa đủ trình. Mới đây, ESPN đã cập nhật những tay đấm hàng đầu của boxing thế giới xét trên các hạng cân. Hạng 5, Teofimo Lopez. Kể từ sau chiến thắng bất ngờ trước Vasyl Lomachenko vào tháng 10 năm ngoái, Lopez vẫn chưa trở lại võ đài. Nhà vô địch WBA, WBO cùng IBF hạng nhẹ sẽ đối đầu với George Komboshov vào ngày 14 tháng 8 tới. Hiện tay đấm người Mỹ gốc Honduras vẫn đang bất bại sau 16 trận đấu, thắng cả 16 trận, 12 lần hạ gục đối thủ. 4. Errol Spencer. Lần gần nhất ngôi sao 31 tuổi thượng đài là vào tháng 12 năm 2020, trong cuộc so găng với Danny Garcia. Spencer đã giành chiến thắng bằng tính điểm sau 12 hiệp đấu. Sắp tới, chủ nhân của các danh hiệu WBC, IBF hạng bán chung sẽ đối đầu với thử thách thực sự mang tên Manny Pacquiao. Spencer hiện đang sở hữu thành tích 27 trận thắng liên tiếp, trong đó có 21 chiến thắng knockout. 3. Naoya Inoue. Cũng giống như hai đồng nghiệp người Mỹ, quái vật đến từ Nhật Bản chưa từng nếm mùi thất bại ở sàn đấu chuyên nghiệp. Inoue vừa có thêm một chiến thắng ấn tượng khi bảo vệ thành công đai WBA, IBF hạng gà bằng cách hạ Michael Damarinas chỉ trong 3 hiệp. Niềm tự hào của châu Á sở hữu thành tích 21 trận thắng, 18 lần khiến đối thủ nằm sàn. 2. Terence Crawford. Thêm một ngôi sao bất bại khác của xứ sở cờ hoa, Crawford là ngôi sao vô địch thế giới ở 3 hạng cân. Hiện anh đang là chủ nhân của đai WBO hạng bán chung. Võ sĩ 33 tuổi khiến nhiều người phải thán phục khi giành chiến thắng trong cả 37 lần anh bước lên võ đài, 28 lần hạ gục đối thủ. Màn thể hiện gần nhất của Crawford là thắng lợi sau 3 hiệp cùng Cal Brook vào cuối năm ngoái. Hạng nhất, Canelo Alvarez. Danh hiệu ông vua của các hạng cân thời gian gần đây chưa bao giờ thoát khỏi tay ngôi sao người Mexico. Đẳng cấp của Canelo một lần nữa được thể hiện trong chiến thắng knockout kỹ thuật trước Billy Joe Saunders hồi tháng 5. Nhà vô địch WBA, WBC đang hướng đến cuộc chiến với Caleb Plant nhằm thống nhất các danh hiệu hạng siêu trung. Trong 59 lần thượng đài, Canelo thắng 56 trận, hòa 2 và thua 1 trận, tạo ra 38 chiến thắng bằng knockout. Ngoài những võ sĩ trong top 5 kể trên, vị trí thứ 6 thuộc về Tyson Fury ở hạng nặng.
Phía sau vua Gippsite là Judge Taylor thuộc hạng bán chung. Chiếm vị trí thứ 8 là Vasyl Lomachenko, tay đấm vừa có màn tài xuất ấn tượng cách đây chưa lâu. Hai thứ hạng cuối cùng của top 10 lần lượt thuộc về Oleksandr Usyk của hạng nặng và Gianfranco Estrada của hạng ruồi. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Quái vật thắng 90 trận là bản sao của Mike Tyson. Cuba đang sở hữu một võ sĩ đầy tiềm năng ở hạng nặng, người có thể thách thức Anthony Joshua, Tyson Fury và Deontay Wilder trong vài năm tới. Hiện tại, Lenil Pero đang tập trung vào việc tạo dựng tên tuổi bản thân ở nước Mỹ. Cách đây chưa lâu, tay đấm này đã ký hợp đồng với công ty Waro Boxing tại quốc gia này. Ở tuổi 28, Pero mới ra mắt giải chuyên nghiệp được 2 năm, nhưng đã có cho mình thành tích 5 chiến thắng trong 5 lần thượng đài, 3 lần knock out đối thủ. Tuy vậy, điều đáng kinh ngạc là võ sĩ người Cuba này từng thắng đến 90 trận ở các giải đấu nghiệp dư. Hy vọng tỏa sáng của Pero là khá cao vì anh từng đánh bại những đối thủ có tiếng như Eris Landy Chavum 3 lần, Frank Sanchez 5 lần ở môn thể thao đầy tính cạnh tranh này. Giờ đây, với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Warrior Boxing ở phía sau, Pero chỉ việc tích lũy đủ kinh nghiệm rồi vươn mình thăng hoa trong những màn trình diễn đỉnh cao. Có một điều thú vị khiến người ta chú ý là Pero có vẻ ngoài giống Mike Tyson thời trẻ một cách kỳ lạ. Chưa rõ Pero có làm được những điều phi thường như huyền thoại người Mỹ ở sàn đấu trên 90kg hay không, nhưng lúc này anh đang được một tổ chức không chính thống xếp hạng thứ 15 trên bảng xếp hạng boxing hạng nặng. Và với bản thân tài năng sinh năm 1992, anh đã sẵn sàng cho những thử thách phía trước. Sự nghiệp của tôi sắp rẽ sang một hướng mới đầy đúng đắn. Mọi người đều biết rằng, ở Mỹ, bạn phải chiến đấu nếu muốn khẳng định tên tuổi của mình trong làng boxing. Tôi đã hy sinh nhiều thứ, bỏ lại gia đình và bạn bè phía sau. Dù vậy, đây là con đường mà tôi lựa chọn. Khi đến Mỹ, tôi sẽ nỗ lực hết mình để thể hiện những gì tốt nhất của bản thân. Tôi đang rất phấn khích với hành trình mới trong cuộc đời mình, Pero chia sẻ trên WBN. Ngoài Pero, quản lý của anh là Jesse Rodriguez còn mang theo 3 tài năng boxing khác đến nước Mỹ, gồm Io Elvis Gomez, Giovanni Burons, Leo Marcunes. Ông chia sẻ, tôi tin rằng Warrior Boxing sẽ đưa những chàng trai này lên top đầu. Họ đều còn trẻ và tràn đầy khát khao trở thành nhà vô địch thế giới. Những tài năng thế này chỉ xuất hiện một lần trong đời. Kế hoạch là phát triển họ thật nhanh bằng cách đối đầu với những đối thủ mạnh, giống như điều chúng tôi làm với David Morrell vậy. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.